Ủa mới về không xã? Đem nãy nấu cơm cho anh ăn nha. Nhà còn gì ăn giặt không? Có gì đâu ăn giặt. Nhà không còn gì ăn chứ vậy? Sao sớm ăn mà muốn ăn gì sao không nói cho em biết đem đi mua em để sẵn. Ủa đợi phải đợi tôi nói vậy, tôi ăn gì cô mua bỏ nhà sẵn phải đợi tôi nói mới được. Chứ giờ anh không nói giờ em biết anh ăn cái gì đâu sao em biết. Mà anh ngồi đi nghe nấu ấm trà cho anh nha. Chán chết gì. Đi chơi thôi, về tới cái nhà này nhìn này. Không muốn ở chút nào. Chứ một miếng đồ ăn cũng không có nữa. Đợi làm cái chừng nào ăn. Bây giờ anh đồng cảm đi, cái gì nhà mình nghèo mà rồi anh ăn liền có đâu, giờ anh thích ai về thì em chạy qua bãi mua cho anh ăn đó. Mệt quá. Đó có cơm nước gì chưa? Đem nấu trà xem sao anh xong rồi em nấu cơm. Mà thôi khỏi luôn đâu. Bây giờ nhà mình nghèo giờ anh với thông cảm nha, giờ anh với cái bình trà cũng không có sẵn, về nhà tôi uống cái gì? Đi chơi ngoài đường về không có một cái bình trà để ngồi uống nữa, nhìn kìa. Ở nhà tầm lem tuốt luốc kìa, nhìn mặt kìa có giống ai không? Cứ thấy vợ con người ta ngoài thấy ham, nhìn cái bà chán gì đâu luôn á. Chứ giờ anh suốt ngày á, có cho em ra đường đâu. Em nói ra đường cái nói này nói nọ, chứ em có được ra đường đâu. Có đời nào anh mua cho em bộ đồ mới em bằng đâu. Thế ra bông tay em thích mà anh còn không mua cho em nữa. Thì sao mà em chân diện mấy ngăn mình. Mệt quá, bớt trả treo đi. Rồi pha bình trà lẹ lên đi. Bây giờ mình nghèo quá, từ từ mình làm mới giàu được. Thì hai chồng đồng lòng nhau làm chứ giờ. Anh không chịu lo đi làm, em làm không thì sao có dư. Mỗi lần về nhà nhìn cái mặt này là không ở chút nào nữa luôn. Về tới là cằn nhằn cứng dữ à. Không có vợ con nào như mày. Em có nói gì đâu. Rồi pha bình trà đi, một xíu luôn. Có cơm luôn nha. Đi ra ngoài xíu vô tôi uống. Để ăn cơm đi ông xã. Để ăn cơm cái gì? Sao có món canh không vậy? Ăn đỡ đi, ăn đỡ chị thì chị mua thịt cho ăn nha. Không còn gì ăn hết trơn à? Dạ. Canh gì không có cá gì, có rau không vậy? Có miếng cá ai ăn ai nhịn? Tại hết tiền, già hết tiền rồi. Sớm em kêu anh đưa tiền đi chợ, anh có đưa em đâu. Ăn đỡ đi chị mua thịt cho em, ra mua nhà bà chính đi mượn tiền mua thịt cho. Đồ ăn như sao ăn vô? Ăn thì không phải có món kho, món đồ, có món canh này không, sao ăn vô nè? Gì đó, còn là... Gì vậy? Thì thôi để em đi mượn tiền bà chính, em mua kho thịt cho anh ăn nha. Đó mà khỏi luôn đi. Ăn uống gì nữa, ăn lên đi. Chán cô quá trời à. Chứ có bữa cơm rồi ăn cũng không ngon nữa. Tiền mỗi ngày tôi đưa cô là cô xài đâu hết đi. Chứ anh đưa em ngày có 30.000 thì sao đủ đâu mà ăn. Ngày 30.000 là đủ ăn rồi, đủ mua cử ăn rồi. Còn mắm muối bột ngọt đường đâu. Sao con không biết nói? Cầm cái hồng rồi đó không biết nói. Hôm qua em nói với anh rồi, anh nói là nhiều lấy nhiều ăn thôi. Em có nói rồi chứ bộ. Mà có ăn lên đi, ăn hết vô rồi, chán cảnh này quá trời vậy. Ở đây ăn lên đi. Cơm canh cái gì vậy? Ăn muối gì vậy? Ê, còn tiền không? Đưa ít tiền đi nhậu với mấy bạn xíu coi. Tiền đâu đưa, từ đâu đưa cho anh? Mình làm gì không có tiền. Trời đất, cái thằng Thiên Đụng ơi, anh đưa em có nhiều tiền đâu. Này kia đồ nhà cửa rồi sớm mua bột giặt nữa. Mày trả treo không? Còn nhiêu đưa nhiêu đi. Không còn tiền, hết tiền rồi. Trong nhà giờ không còn đồng bạc nào luôn hả? Còn đồng bạc nào đâu. Có chiếc xe mà đi đẩy đi em đi chợ mà anh cũng bán anh cầm hết rồi, giờ tiền đâu mình đưa cho anh. Cái nhà gì đó không có tiền bạc nữa nhé. Anh đi coi làm gì làm đi, coi còn nhiêu tiền coi gom đi. Ồ, anh đâu vậy anh?
đi mỏi khỏi cái nhà này chứ gì đâu, sống hết nổi với bà. Sao vợ, anh đừng bỏ em mà ông xã. Rồi buông ra đi. Anh đừng bỏ em mà anh. Bỏ giờ bỏ đi coi lại vậy. Biết có một bữa cơm cũng lo không được nữa. Em biết mà. Chán sống trong cái nhà này quá trời vậy. Chứ giờ nhà mình nghèo có ăn đâu em. Có nhiều em mua cho anh hết trơn rồi, còn như nào ăn. Chứ sống trên Sài Gòn ấy, nó khỏe bao nhiêu giờ về đây nè, có cái nhà kìa. Ngủ mũi cắn chết, ăn cơm ăn nước không vô nữa. Ở nhà đi, đi. Anh đừng bỏ em mà sống xả. Không xả gì nha, buông ra đi. Không có anh xem sống nổi, anh đừng bỏ em mà anh ơi. Ông xã không đừng bỏ em mà anh xã ơi. Mệt quá, buông ra đi. Anh đừng bỏ em thằng nỉ anh xã ơi, không có anh xem sống nổi. Giờ cô sống sao kệ cô, nhưng mà tôi thông báo cho cô biết. Tôi có bạn gái mới rồi. Nó đẹp hơn cô nhiều, nó giàu hơn cô nhiều. Không thể nào mà sống như cái con người mà nó nghèo khổ mà nó bằng hèn như cô vậy được. Tại anh xài hao chứ lúc trước em cũng là hoa khôi của trường với bộ. Bớt có hoa khôi đi. Ông nên đừng bỏ em, ông xã ơi, đừng bỏ em, năn nỉ anh đó. Năn nỉ hả? Đợi kiếp sau đi năn nỉ. Bây giờ tôi không cần nữa. Buông đi. Ông xã ơi. Anh Thông ơi, đừng bỏ em mà anh Thông ơi. Anh Thông ơi. Anh Thông. Mừng quá nó đi. Mệt quá trời mệt, thì chị đợi ngày này lâu lắm luôn rồi. Bỏ nó đi chưa em? Đi rồi. Ôi trời, em muốn bỏ nó lâu rồi mà chưa có cơ hội bỏ, ngày hôm nay đi trước luôn. Thôi không là xong anh thăm em. Bữa nay anh qua rồi nè. Nhớ em không? Nhớ sao không? Giữ gì sao? Thôi vô nhà đi. Con nước đi anh. Trời đặt cánh thần kinh tụng ơi. Nó đi được em mừng muốn chết luôn. Không em muốn bỏ nó lâu rồi mới bỏ, cái bỏ rồi sao? Ôi trời em ơi, mấy thằng đó mà chán cũng chết luôn. Nghĩ nó quan trọng mà ai nhờ thiệt. Thôi bây giờ anh tính gì đi em ơi. Hả? Nhà em giờ bán bà đi. Chứ em bỏ một mình anh cũng không có yên tâm cho mấy. Bán nhà này hả? Ừ. Rồi bán đi lấy tiền xong rồi mình đi sinh sống luôn. Mình lập nghiệp luôn. Ở chỗ này em bảo một mình em không có yên tâm chỗ nào luôn á. Mình tính đi đâu? Bây giờ mình đi lên Sài Gòn đi. Nói gì cũng được. Ở đây em cũng chán quá, chán rồi. Làm quê cái chán chết. Ở chỗ bằng chỗ này thì cũng quạnh quá. Ừ. Léo ơi. Léo. Tiếng mà chính gì ta? Có nhà không bé Léo ơi? Ai vậy? Tính nè. Léo. Léo ơi. Làm cái gì đâu gì mà né. Trời ơi. Thấy buồn vậy. Ủa. Sao buồn vậy? Em buồn quá hai chị ơi. Vậy vậy buồn gì phải. Chồng em nó bỏ đi, nó bỏ vợ, bỏ nhà. Trời, chị biết trơn rồi, ai nè cũng biết hết trơn. Trời nó khóc chung con mắt luôn. Ủa, sao thứ hai đi trà dữ vậy? Không. Ý là em tự em nhớ chồng em rồi, thường hai chồng ngủ nước gì nè. Cho em để gì đây. Thường á. Thôi nhà bà mấy tôi đi đi nha. Người đi đi. Thôi để tôi uống nhà. Chê á là nghèo nghèo khổ. Cái đó giờ nó có bồ nhí rồi, giờ nó bỏ em đi. Thấy chưa? Chị nói rồi. Nga chị lúc đầu là chị nói nó không. Nó không có được đâu. Hồi xưa mày nghe lời tao, mày lấy Sài Gòn mày cưới chồng ở trên trển là ngon rồi, chứ chịu mê dằn mê gì đây làm gì. Nói kia chung tình, chung thủy đồ á bây giờ. Mày biết lúc đầu nó vậy, lúc sau về nó lòi mân tính nó ra sao em biết. Ôi, hồi nãy đã hái mớ đồng mì nè, tối nay luộc ăn nha. Cho nó luôn hả? Cho nó luôn. Để chịu nó ăn cái gì? Thôi hai chị, hai chị đem về chứ em. Nó để tốt đi, chấm muối lần này, hủ muối bà Sáu chấm ăn luôn đi. Cho nhỏ đi bờ, nhà nó nghèo khổ quá. Chị với em ta đã khó khăn rồi, cũng biết giúp đỡ nữa. Rồi. Cảm ơn hai chị nhiều nha. Chị gửi em. Gửi đi, gửi nhà này tiền xài không? Cũng không có để đồng bạc đâu lại đâu. Trời, đúng cô nó tệ bạc dữ vậy ta. Nghĩ tới mà trời, cái thằng này nó theo gái hay gì vậy ta? Cho em nghi là anh có bồ nhí bên ngoài lâu lắm rồi. Có bồ nhí chứ gì nữa mà nghi. Đó, thiệt tình luôn á. Làm gì ạ? Cho tiền đó chứ chị. Ôi, thôi em nhận ơi, em nhận không? Lấy đi, mua đồ ăn ha. Em không nhận đâu. Rồi, bà chính rồi, thôi lấy đi. Dạ. Tại vì phụ nữ đã khổ rồi mà chọn sai chồng khổ thêm. Không, thì còn mắt chân của chưa. Thì bởi vậy. Bà sáng giờ cơm nước gì chưa? Sao giờ em buồn em ăn có nổi đâu. Bà hỏi vô duyên gặp bà có tâm trạng mà nấu cơm ăn không? Ủa cái mắt gì không ăn? Có mình ên ở nhà. Rồi đi rồi mỗi lần nấu cơm cái tôi thiệt gặp tôi như nó tôi bán nhà tôi đi luôn hứa thiệt á. Thôi chị ơi em nhận chung tình với anh Thống em đợi rồi bà ơi. Thôi ngu quá trời rồi. Người ta chung tình người ta ở lại.
đợi chờ còn ai như bà bán nhà mà đi theo trai hay gì không có. Có nghĩa là nó bỏ mình rồi thì mình cũng phải đi kiếm hạnh phúc mới chứ trời, ngư ở đâu mà đợi nó về. Em sợ, em sợ đàn ông quá rồi chị ơi. Giờ ông cái đàn ông nghe nó có ai chung tình đâu, mai người này mốt người kia thì có sợ cho đừng khóc nữa xương con mắt chưa. Bây giờ nói chung là chưa có con có cái sợ gì chứ. Thôi bây giờ em sợ bước em bước nữa lắm chị ơi, bước nữa lỡ gặp một người không gì nữa em khổ nữa. Thôi giờ chị tính gì nè, bây giờ em sợ bước á, giờ em nhảy thêm bước nữa đi. Em không nhảy, chị đợi em tự lết đi được. Hai chị em mấy người chung mà nói đường nào nó cũng chịu chứ mà thấy thương nó quá. Sẵn vậy chưa có con có cái thì thôi người ta về người ta tuốt lại đi rồi bắt đầu thiếu gì người theo. Bây giờ sanh mình mặn không chịu đâu, mốt già nuôi mày, mày đợi hả mày có tuổi rồi cái bắt đầu là mày hỏi hận không kịp đúng nè. Rồi mày mốt giờ người ta tuốt lại cho nó ân hận đúng không? Bây giờ bây bà em trẻ em cứ làm đi, mày mốt già cho con mẹ chín không ai ưa đâu. Bà tao vẫn còn ngon à. Anh nói chi thương em lắm. Bây giờ chị thấy em nên quyết định đi thôi. Mà thôi tối về suy nghĩ đi em. Dạ thôi cảm ơn hai chị nha. Thôi lấy tiền đi mua gì nấu cơm ăn đi. Để dạo này sao thì sao. Không có thằng này thì có thằng khác, có gì đâu phải buồn. Bây giờ tao nói nè, ngồi khóc hoài được cái gì đâu. Bây giờ mắt em là tao buồn đâu. Thôi nhìn mày tao biết rồi, lị tình si tình dữ lắm. Phụ nữ mà lị tình. Ngồi khóc nó có được gì đâu. Nhắc tới nó mà buồn quá chị ơi. Buồn là làm gì. Thôi ba chị mình đi nhậu đi. Trời ơi, mày uống tàn canh gió lạnh, tao luôn thiếu điều không đủ rượu cho mày uống. Mày thôi bà nội ơi, người ta đang buồn nhậu hoài. Nhậu cho nó quên nỗi buồn chứ, thôi đợi xíu đi, đi ra đây rửa mặt đi. Chị đâu đi chị? Đi rửa mặt cái, nãy giờ ngồi gọn đó khô quá nè. Nhưng mà sao có người á, lâu, thấy này là nước hồi sớm là hết rồi, em chưa có sách đó chị. Thấy còn kìa. Có cái gì đâu còn đâu, không có nước cặn á chị, rửa sao dơ mặt chị vậy. Cặn ở trong này có không? Dạ. Thôi cái lu bên này cũng có nè. Không có. Không có gì hết trơn á. Thôi bà nội. Không mấy giờ mình đi nhậu đi. Thôi em không nhậu đâu chị ơi. Trời ơi, mày làm như vậy hồi xưa mày vừa nhậu mà mày uống tàn canh với lạnh thiếu điều không đủ rượu mày uống. Thôi bà nội ơi. Ta đang vậy? Buồn mà ngủ nhậu làm như bột nhậu với bà vậy. Chứ mà đợi tôi xíu tôi đi ra đây tôi chỉ xin. Thôi gì đâu em, ở ngoài có người. Lâu, ý là ở ngoài là hết nước rồi. Chỉ ra chưa kìa, còn nước chỉ ra rửa mặt chiếu gì đâu. Nước cặn không á, không có rửa mặt. Cặn vô dày vô mặt. Đi vô nhà rồi có. Cho trong nhà không có gì đâu chị, nhà không có nước rồi. Quên để ngồi xíu. Để lát tôi về nhà bà tôi rửa nha. Bà nội đi tới đâu mà chết vậy làm chuyện xíu điều mệt. Thôi đi về đi, nấu cơm nước gì cho ông Sáu ăn nữa. Thôi vậy nè, chiều nay lập cao đi. Nấu đi, chiều nay hai chị em qua nấu ăn cơm chung rồi. Ăn cho vui. Ăn cho vui, nhà để mình ơn ăn. Em buồn quá, em muốn ăn gì trơn chị. Tạm thời giờ em muốn một mình đó chị. Em không? Mà để không gian yên tĩnh cho nó mà chứ sợ. Mà có vậy mình về đi ăn phở đi. Thôi vậy thôi, vậy nha. Hai chị về. Không có buồn, không có suy nghĩ dại dột, không có làm điều bậy bạ nghe không? Dạ, cảm ơn hả chị. Chị thương nghe. Không có thấp nữa nha. Bởi vì tôi nói bà rồi. Bà nói cái gì? Đừng có quen ai hết trơn á. Đi đường này về mẹ. Quên, tới đâu đi ra chợ. Quá con mẹ nhiều chuyện này, quá trời quá đắt nhiều chuyện nhưng biết. Đúng là ăn cơm nhà chị hàng xóm. Quá trời chốt. Đây rồi. Vô đây ngồi, vô đây nấu cơm ăn nha.